Đây bây giờ là bắt đầu là vào thủ tục làm lễ tặng cọc cho cô dâu nhé các bạn nhé. Búi tóc lên đấy, người Thái đen khi lấy chồng thì người ta sẽ búi tóc lên. Người con gái từ ngày hôm nay nha. Nói cái nặng quá như mình đi bánh quánh đi mẹ. Ai, cô dâu chú rể thì cầm đồ lễ đi vào trong giường. Phải nó tan quân mình kệ, phải nó quân mình kệ, quân mình kệ, phải nó quân mình kệ. Phải pha, pha coi nè, phải nó, pha, 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 p
khai chán chào phá tay thôi. Phá tay rồi. Vô chắc kỳ hả vô. Đây đồn của ba đây. Đây con là chuẩn bị cô dâu chú rể đồn. Hôm nay thì gia đình đang chuẩn bị làm cái lễ búi tóc cho cô dâu ấy các bạn. Thì lâu lắm rồi mình cũng không được chia sẻ về cái phong tục văn hóa của đồng bào người Thái mình ở trên này. Thì hôm nay có cái đám cưới ở trên này thì cô dâu chú rể chuẩn bị làm cái lễ búi tóc ấy. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chút về cái văn hóa của đồng bào người Thái mình ở trên này nhé. Về cái thủ tục làm lễ búi tóc cho cô dâu. Thường người Thái đen của mình khi lấy chồng ấy thì người ta sẽ phải búi tóc lên để gọi là tằng cẩu ấy, thì để chứng minh rằng là mình đã thuộc về gia đình nhà trai, búi tóc về bên nhà trai. Thì bên này thì cả hai bên là nhà trai và nhà gái thì chuẩn bị đệm, chăn đệm cho cô dâu chú rể. Tí nữa ở khu vực bên này thì sẽ là làm lễ búi tóc cho cô dâu ở đây. Đấy, những người làm lễ ở trên này thì toàn các bà các cô thì gọi là những người có tiếng nói trong dòng họ của hai bên nhà trai và nhà gái nhé các bạn nhé. Đây bây giờ thì các bà các cô chuẩn bị làm lễ búi tóc cho cô dâu nhé các bạn nhé. Trước mặt chúng ta đây là cô dâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây à, bây giờ là bắt đầu là vào thủ tục làm lễ tặng cọc cho cô dâu nhé các bạn nhé. Búi tóc lên đấy, người Thái đen thì khi lấy chồng thì người ta sẽ búi tóc lên. Đấy, cái khi búi tóc lên thì chứng minh là cô gái người Thái thì đã có chồng nhá các bạn nhá. Hết thời con gái. Đây này là sĩ lễ của nhà trai đang theo. Đây là cái tóc ấy các bạn, tóc dài, cái gọi là người Thái gọi là trọng ấy. Mình không biết là gọi tiếng Kinh như thế nào nhưng mà người Thái mình gọi là trọng để làm cứ búi tóc cho cô dâu ấy. Đây thì cái này thì đồ của bên nhà trai chuẩn bị nhé các bạn nhé. Cô dâu hôm nay thì tóc hơi ngắn các bạn. Bảo ở đông nếu tài liệu vào và tặng đông tặng em mà vậy và anh em cô lâu đúng thành ôi vâng chiếc bằng sải hiện đây là tao thầu tao ấy thằng chức thằng kem và là tăng là tăng bảo biết khẩu ở đông thả chỉ nó đây bố mà ai đây chú xin đây này. Hôm nay thì tóc hơi ngắn nên là tặng cầu hơi khó các bạn nhá. Đây là sinh lễ của nhà trai này, cho cô dâu đây. Bây giờ giới thiệu với các bạn một chút về cái mâm để làm lễ tặng cọc cho cô dâu ấy, thì ở trên này thì là mình có một lọ hoa này, hai bát gạo với hai quả trứng nhé các bạn nhé. Còn trên này thì một bát nước, có cái này là cỏ vân trầu các bạn, cũng cái vải thổ cẩm của đồng bào người Thái. Đây, và cô dâu thì đang mặc cái trang phục truyền thống của người đồng bào người Thái của mình các bạn nhá, áo có và mặc váy. Đây là một cái phong tục nghi lễ rất là đẹp và rất là hay của đồng bào người Thái, nhưng mà cái phong tục này thì các bạn thời trẻ thì cũng ít tặng cầu các bạn ạ. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Xà tích. Xà tích.
Đấy, cái này là xà tích làm bằng bạc nhé các bạn nhé. Con tay ăn sỏi khen yêu. Đấy, cái này thì cái xà tích ấy thì, làm bằng bạc nhé các bạn nhé. Những cái này thì màu cổ vàng, cái này là sự sinh nhật của nhà trai, đây là chú rể chuẩn bị để tặng cho cô dâu. Bảo TV là cứ cười người ta biết cười thôi. Cười thôi. Đấy, phải học chị Thoai. Đấy, cũng học chị Thoai cái này, chị Thoai lúc nào cũng cười tươi luôn. Hãy yêu em thôi, em hiểu rồi. Để cái nhận xem đi. Cho mọi người ăn khỏi hãy. Để hãy thôi. Bà bảo hãy ăn rồi. Bà bảo hãy ăn rồi. Bà bảo hãy cái hàng cái mi có diệt của dưa nó nớt bùn đấy, nên nó có cái hàng hải to bà cho xòe ra đây, bà xòe ra đây, bà xòe ra đây, xòe ra giải xòe không ăn, xong phải không? Đấy, cái này đồng bạc cổ, đồng bạc cổ ngày xưa ấy, giờ những loại này là hiếm lắm. Đây cô dâu và chú rể đây. Quá xấu.
hôn đi, hôn đi, hôn đi. Hôn đi. Làm đi, làm đi. Đấy, bây giờ thì lá hoàn thành cái thủ tục là coi như là người ấy để nhắc các bạn xong hoàn thành cái thủ tục búi tặng cầu búi tóc cho cô dâu ấy các bạn. Có meeting rồi à bà gì á? Thường thì có trẻ con thì người ta sẽ đưa cả một cặp đôi trẻ con, một trai một gái để đi vào cùng cô dâu chú rể để tượng trưng cho là có trai có gái ấy các bạn. Đây. Bố mẹ ôm đi, bố mẹ ôm con này. Đấy, sau khi cô dâu chú rể thì vào giường coi như gọi là vừa rồi thì cô dâu chú rể đã làm xong cái lễ tặng cầu nhé các bạn nhé. Bây giờ thì sẽ chuyển sang một cái lý nữa của người Thái, là người Thái mình gọi là tánh khẩu khen đấy các bạn. Đấy, chuẩn bị cho cái lễ tánh khẩu khen các bạn nhé. Đây là lợn khi mổ ấy, thì các bác cũng sẽ phải xếp các bộ phận của nó theo một như một con lợn còn nguyên đấy các bạn. Đây là đang chuẩn bị làm lễ tánh khẩu khen của người Thái mình nhé, gọi là lễ tạ ơn. Đây thì con rể sẽ làm, với ý nghĩa là con rể sẽ làm để cảm ơn bố mẹ vợ các bạn. Một mâm gọi là lợn này, và hai bốn quả trứng luộc, một gói đường, hai gói muối, bánh kẹo này. Hoa quả đấy, các loại các bạn ạ. Đây các bạn ạ, cái này thì một bát để đựng thóc này, gạo. Đấy, cái này tiếng Thái mình gọi là áp hó. Trong này có cá các bạn. Còn những gói này là gói chầu câu này, thịt gà đây đúng không? Đây là gói thịt gà này. Bên này là gói chầu câu. Chầu câu thì
Nhưng cái ống này là thịt à? Thịt bạc. À đấy. Bằng giống chân piang này. À đây, bằng giống chân piang à. Đây là những cái ống thịt các bạn nhé. Nước ngọt và rượu đầy đủ luôn. Đây, đây gọi là cái lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn làm lý của người Thái, cái lý con rể sẽ làm để cảm ơn bố mẹ vợ đây. Lâu lắm rồi mình mới được quay lại để chia sẻ với bạn về cái cốt phong tục văn hóa này các bạn ạ. Cô dâu chú rể sẽ bắt đầu lại bố mẹ của cô dâu nhé. Trứng cho bố mẹ vợ. Đấy, cả trứng bây giờ sẽ chia nhau bố mẹ vợ chia đôi một quả, hai vợ chồng chia đôi một quả. Okay.
hai vợ chồng sẽ đưa cho bố mẹ. Còn cái lễ này thì sẽ diễn ra trong vòng khoảng một tiếng nha các bạn nha. Nhưng mà do công việc mình trở xuống dưới kia để mình quay tiếp thì hôm nay mình sẽ quay đến đây và chia sẻ với các bạn thôi. Do công việc ở dưới kia thì mình sẽ không được chia sẻ hết được cái buổi làm việc của ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục xuống dưới kia để quay cho gia đình và cô giáo chú rể nha các bạn nhé. Bây giờ thì mình cũng xin được kết thúc video về cái thủ tục làm bí ở trên này, trên nhà. Mình xuống dưới để quay thủ tục đón khách của gia đình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.